đến với kênh Người Kể Chuyện Hôm nay chúng ta lại tiếp tục với chương 9 Hồn bướm mơ tiền Trên sườn đồi, nhìn về phía tây Nương trẻ nằm phơi dưới nắng khay gắt mùa hè Sau trận mưa hôm qua, các lá sạch hết bụi Như có người lấy khăn, lau đi một lượt Lóng lánh phàn chiếu ánh dương bóng loáng tựa trăm nghìn chiếc gương bầu dục dựa lưng vào gốc một cây trẻ cỗi cành lá rườm rà bên cạnh cái rồ không lan ngồi ngẫm nghĩ tới những sự xảy ra từ tối hôm trước vẻ lo buồn in trên nét mặt dầu dầu. lan đăm đăm nhìn trời lâm dâm khấn phật tổ xin ngài xuống cứu vớt tấm linh hồn sắp đắm đuối bỗng có tiếng động bên mình lan giật mình quay lại con vành khuyên đang lách trách nhảy trên cành lá rậm. Lan ngắm nghía con chim nhỏ xinh xắn mượt lông, rồi giơ bàn tay ra vẫy. Con chim sợ hãi bay vụt, tiếng khẽ sột soạt trong lá. Lan thở dài nói một mình. Trốn, thế nào cũng phải trốn. Sáng hôm ấy, ở chùa Long Vân về, hai người cùng nhau chỉ trao đổi một vài câu vơ vẩn. Lan chưa biết Ý bạn định xử trí ra sao? Chẳng biết bạn có về Hà Nội ngay như đã hứa lời không? Ngọc có lòng quân tử, nhưng đứng trước ái tình. Bạn có giữ mãi lòng quân tử ấy không? Hay là bí mật kia sẽ bị khám phá? Cái đó cũng chưa biết chừng. Lòng người. Ai hiểu được lòng người? Làn đưa mắt ngắm phong cảnh quanh mình, lòng hoài nghi man mác đến cả cỏ cây mây nước cúi nhìn dòng bạc lấp lánh dưới chân đồi quanh có uốn khúc gì gì lướt dọc cát vàng trong cảnh êm đềm ấy biết đâu không ẩn núp những loài rắn độc hại người cho chí đám mây dịu dàng theo chiều gió thổi lan khói lờ đờ bay lẩn lá xanh biết đâu không trở nên sức mạnh phá phách của con tạo vô tình vô tình luồng gió khẽ thoảng động cành tre như phản thanh của ý nghĩ. Lan buồn giàu nói một mình. Vô tình, ước gì ta được vô tình như vạn vật, vô tri vô giác. Tư tưởng của Lan lúc đó lại rơi bì cảnh ngoại vật mà thu vào trong tâm trí. Những lý thuyết tứ diệu đế, thập nhị nhân duyên cũng là cái đời cao thượng của Phật tổ lộn xộn trong trí nhớ Lan rồi nghĩ điều nọ nhảy sang điều kia lan lại ôn tồn tới cái đời ký vãng lan con nhà dòng dõi bẩm tính thông minh thùa bé được theo học chữ nho ông thầy học lại là một người mộ đạo phật thường đem phật giáo ra giảng khiến lan yêu mến cái đạo rất dịu dàng ế mái rồi cha mẹ lan mất lan ở với chú chú muốn ép gà lan vào nơi phú quý linh hồn trong sạch đã tiêm nhiễm những tư tưởng cao thượng của phật giáo nên lan cho thế là nhỏ nhen nhất là lan lại nhớ tới lời thề cùng mẹ trong khi hấp hối lan liền bỏ nhà đi trốn cải nam trang để thụ giới tại chùa long giáng lan khôn khéo để lại nhiều tang vật bên bờ sông khiến nhà yên trí rằng lan tự vận nương náu cửa từ bi hơn hai năm nay được sư tổ quý mến truyền giáo đạo Phật, lan dốc lòng ngày đêm rùi mài kinh kệ, đã tưởng dứt bỏ được trần duyên. Ai ngờ! Lan giật mình ngước mắt ngơ ngác nhìn. Trên cành cây trậu, con chim gáy đứng gật đầu, xù lông cổ, gù bên con mái. Lan nhắm mắt rồi đi phía khác. Thì kia, trên cành xoan khô khan, hai con quạ khoang nâng dìa lông cho nhau. Lan lại nhắm mắt thở dài cuống quyết như bị vây vào trong cành chết mà khó tìm được lối ra. Ước gì ông ấy đi. Bỗng có tiếng chú Mộc gọi ở chân đồi. Chú Lan! Lan sợ hãi, đứng phát dậy đáp. Cái gì đấy chú? Chú Mộc vẫn đứng ở chân đồi, nói lên. Cụ, cho tìm chú đấy. Tôi về đây, chú cứ về trước đi. Lan vội vàng hái tre đầy rổ, rồi hấp tấp xuống đồi trở về chùa, đi thẳng vào buồng kho, đóng cửa, ngồi núp một xó, như sợ ai. Sau, vì ở mãi ngoài nắng, nên thấy nhức đầu, Lan liền ngà lưng xuống giường, thiêu thiêu ngủ lúc nào không biết. Tiếng chuông chiều đánh thức Lan dậy, mở bừng mắt trong ra sân, Lan thấy trời đã nhá nhem tối. Chợt nhớ tới giờ làm đèn, nghĩa là đèn ở buông ngọc. Vì ở nhà tổ, chỉ thắp có ngọn đèn dầu lạc. Lan lo sợ, run lẩy bầy bước vào phòng chàng. Nhưng mày không nghe thấy ai lên tiếng. Lan liền cầm vội cái đèn búp măng, đem xuống bếp, rót dầu. Khi mang đèn lên, ánh sáng dọi khắp gian buồng con con. Liếc mắt nhìn, không thấy ngọc đâu. Trong lòng sinh ra bạo dạn Lan đứng lại, ngắm kỹ các vật. Trên bàn trơ trọi cái bếp cồn cùng cái ấm sắt nhẹ. Vứt trên chiếc giường không màn, quyền Phật giáo và hai ba cuốn tiểu thuyết Tây. Mà cái vali, Lan không thấy đâu hết. Lan nhìn quanh, ngẫm nghĩ, bỗng chú hấp tấp chạy xuống nhà ngang, hỏi chú Mộc. Này chú, ông Ngọc đâu? Ông Ngọc về Hà Nội từ sáng kia mà. Lan hoảng hốt, về lúc nào? Lúc chú ở vườn tre Ông ấy nhắn nhờ chào chú đấy Tôi quên bắn mất Lan vơ vẩn Mắt lờ đờ Ngứa ngần hỏi Sao lại về Hà Nội Rõ chú lần thần lắm Còn ai biết tại sao ông về Hà Nội nữa Muốn biết Thì hỏi ông ấy Sao lại về Hà Nội Về rồi à À ông Ngọc cho chú quyển sách Để trên buồng ấy Được để tôi lên lấy Lan lại có cớ lên buồng Ngọc Vào buồng Lan khép cửa Rồi mở lấy quyển sách ra xem Vì chắc thế nào Ngọc về Hà Nội Cũng có một vài lời từ biệt Quả Lan đoán không sai Một tờ giấy viết thư Gặp trong quyền Phật giáo Có mấy hàng vắn tắt Giữ lời hứa hôm qua Tôi xin kính chào chú ở lại Tu cho thành tránh quả chú có còn tưởng nhớ tới tôi. Tới người bạn khốn khổ này, tôi xin chú cầu nguyện cho linh hồn tôi, chóng lên cõi niết bàn. Lan cầm mảnh giấy, ghé gần đèn, đọc đi đọc lại ba bốn lượt, rồi tắt lưỡi cuộn nhỏ lại, thò vào trong thông phong, châm lửa đốt. Nét mặt dầu dầu, Lan nhìn ngọn lửa cháy cho tới khi tờ giấy thành than. Bỗng, Lan ngồi phịch xuống giường, lấy tay bưng mặt khóc nức nở không ra tiếng. Nỗi sầu muộn trong lòng như theo hai hàng lệ dần dần tiêu tán. Lan thấy đỡ thổn thức, tim bớt đập mạnh, rồi Lan như người sực tỉnh. Thôi, ta điên mất rồi, chẳng lẽ... Lan đứng phát dậy tắt đèn rồi lau nước mắt, qua quyết lên chùa trên, vừa đi vừa làm bấm. Quên, phải quên, lời thề trước linh hồn mẹ ta hãy còn nhớ đinh ninh trong trí đó là cái bùa để trừ bỏ những sự cám dỗ của tề nhãi nhỏ nhen nơi dương thế nhưng con người ta vẫn thế bao nhiêu cũng phải trái với sự thật một người hay do dự luôn nghĩ tới sự quả quyết hoặc nói mình phải quả quyết người nhút nhát đêm đi đường vắng một mình thường hay huýt sáo làm ra bộ mạnh bạo lắm nhưng kỳ thực trong lòng lo sợ chân tay run lẩy bẩy lan cũng vậy luôn mồm nói phải quên nhưng đó là cái triệu chứng của sự nhớ thật ra cái tình mà lan cố ra tưởng tượng nhỏ nhen nó to tát nó đầy rẫy nó chứa chan khắp linh hồn lan câu nói dáng đi điệu nhìn giọng cười ý nghĩ đều là hình ảnh của ái tình lan làm bẩm ta rất có tội với đức phật tổ Lúc đó, Lan thoáng người thấy mùi trầm. Thì ra lên tới chùa trên từ bao giờ mà Lan không biết. Vẫn tưởng con ngôi ở buông ngọc. Ngước nhìn thấy các tượng thấp thoáng trong bóng đèn lù mù dầu lạc. Tuy không trông rõ, Lan cũng tưởng tượng ra các vải mặt tươi cười, khoan dung mà lãnh đạm. Từ từ, Lan cúi đầu như người ta vừa bị cùa máng. Rồi dón rén tới bục gỗ quỳ xuống thì thầm khẩn khứa Hết chương 9 Mời các bạn nghe tiếp chương 10 Hồn bướm mơ tiền Vắng ngọc Chùa Long Vân thiếu hẳn cái vẻ hoạt động Một tháng ngọc ở chùa làm biến cài hẳn các sinh hoạt của mấy người tu hành Sư cụ Trước kia ngoài giờ tụng kinh niệm Phật Thương chỉ tĩnh tọa để trầm tư mặc tưởng Tới những vấn đề giải thoát linh hồn Chú Mộc ngoài việc Chú dọn dẹp quét tước Giọt nước bưng cơm Chỉ ngồi ly ở nhà ngang Trò chuyện cùng ông Thiện và bà Hộ Còn chú Lan thì ngày đêm chỉ biết Trăm năm việc trên chùa Thắp nhang, đốt đèn, thành chuông Và học tập kinh kể Các công việc nhắc lại hàng ngày Đã khiến năm linh hồn kia trở nên năm cái máy giờ nào làm việc nào, ngày ngày, tháng tháng, năm năm, không hề thay đổi. Từ ngày có Ngọc ở chùa thì năm bộ máy, khi mau, khi chạy sai lạc đi nhiều. Tuy công việc vẫn có thế, song những giờ tĩnh tọa của sư cụ, nhiều khi đã đổi thành những cuộc trò chuyện về đạo Phật, về sự tích Phật tổ. Sư cụ bàn tính thâm trầm nghiêm khắc, mà có lần cũng phải cười với những câu hỏi ngớ ngẩn, những ý tưởng ngộ nghĩnh của Ngọc. Những lúc có chú Lan đứng hầu bên cạnh, Ngọc càng thấy phấn khởi tâm hồn và cuộc đàm luận càng có vẻ náo nhiệt lắm. Những thuyết đề thái tây, những tư tưởng triết lý của Ngọc không thể lọt vào tai nhà tu hành được. Nhất, Ngọc lại đem những ý tưởng trong các sách của phái tiểu thừa mà bàn tới đạo Phật ở nước ta theo với phái đại thừa. Nên hai bên thực không thể nào hợp ý nhau được. Có những cuộc đàm đạo ấy, sư cụ cũng thấy vui vui, Và cụ cũng lo tới ngày cùng Ngọc biệt ly. Đến cả ba hộ, ông Thiện, chú Mộc, trong khi có Ngọc cũng bận suốt ngày. Nhưng tuy bận bịu rộn dịp hơn xưa, mà vẫn lấy làm vui thích. Nào là hai bữa cơm sửa sang cho lịch sự, nào hầu hạ pha nước lấy thau chú mộc thấy ngọc tính rất dễ dãi lại càng hay lên gẫu chuyện này ngọc về hà nội năm người cùng thấy những công việc hàng ngày buồn tẻ mấy cái máy uể oải này càng uể oải hơn xưa nhưng người thấy buồn tẻ nhất là chú lan ba bốn ngày sau hôm ngọc đi chú chẳng biết làm gì chẳng muốn ăn uống gì Đến nỗi sư cụ và chú Mộc phải lấy làm lạ rằng Cái tình băng hữu của chú đối với Ngọc không ngờ thân mật đến thế Chiều hôm ấy, mặt trời đã lặng sau rặng đồi Tây Lan còn thơ thần ở vườn sắn sau chùa Ngồi trên là cành lẫn lá đề ngồn ngang chưa buộc Lan đầm đầm nhìn về phía xa Linh hồn Lan như đang theo áng mây hồng Bay vào nơi hư vô tịch mịch Lan thở dài bụt miệng thong thả nói Nát bàn Bồng lai Hãy ý tưởng tôn giáo và ái tình Hình như đương công kích nhau trong tâm trí Bỗng Lan giật mình Tình băng giấc mộng Tiếng chuông chùa như cất vọng từ bi Vỗ về An ủi Dỗ dành Lan mỉm cười làm bẩm Thế nào cũng phải lánh xa nơi trần tục Tiếng chuông đồ hồi như vui mừng, cười reo vì đã giải thoát được linh hồn Lan. Lan cười theo hồi chuông, tiếng cười lanh lành trong làn không khí yên lặng, dưới ánh lờ mờ, thảm đạm của buổi chiều tà. Hết chương 10, mời các bạn nghe tiếp chương 11. Hồn bướm mở tiền. trăng tháng chạp trong vắt chiếu qua dạng lim um tủ mấy cái trầu chung quanh vườn sắn sơ sát cảnh khô luồng gió thoảng qua lá vàng rơi lác đác lan ngồi sưởi thì thầm đọc kinh thỉnh thoảng lại đặt quyển sách xuống ngơ ngác nhìn tiếng lá rụng trên vườn sắn như có mãnh lực khiến lan ôn lại những màu đời ký vãng lan nhắm mắt trí lại tưởng tượng ra cái cảnh lá rụng khi sang chùa Long Vân, cái cảnh bên bờ suối, mấy gốc thông già gió chiều hiu hắt, lá thông khô theo dòng suối trôi đi. Lá rụng. Từ đó đến nay đã qua sáu tháng, Lan trải bao buồn, nhớ, mừng, lo. Trong khoảng mười hôm đầu, Lan ủ rũ âu sầu, rồi dần dần ngày đêm vui đạo Phật, lòng cũng nguôi nguôi. Tuy những khi chiều tà gió thổi Đêm khuya thức giấc Trăng mọc đầu non Dung nhan người bạn cũng còn phàng phất trong tâm hồn Nhưng đạo tử bi Vẫn thắng nổi ái tình Chỉ ít lâu là ảnh Ai đã mờ hẳn trong trí nghĩ Rồi buồn nhớ Đổi ra mừng vui Làn hớn hờ rằng đã qua được một bước khó khăn Trên con đường tu hành Lá rụng Tiếng lá tí tách trên bờ rào khô bỗng gợi tới chuyện cũ đã hầu quên lan nghĩ mà lo lo một ngày kia ở bí mật của mình sẽ bị khám phá biết đâu trong khi vui anh em chàng chẳng thuật câu chuyện gặp gỡ nếu chàng quên nhưng nào chàng có quên được đã có một lần chàng đi xe đạp đến gần chùa rồi nghỉ ở quán một lúc rồi lại quay xe trở về bắc Tùy lan cho là vân trong lầm nhưng tâm trí lan vẫn thì thầm với Lan rằng Đó là chuyện thật Mặt trời đã xế về Tây Một luồng gió lạnh Lá rụng Lan dùng mình ngơ ngác nhìn quanh Như sợ có người đứng nghe trộm được những ý nghĩ bất chính của mình Lan cố không tư tưởng nữa Muốn theo gương sư cụ Ngồi tĩnh tỏa để tìm chân lý Bỗng Có một tiếng sột soạt sau lưng Lan quay lại Ngọc đương gión rén đi tới Lan mừng quính Thốt nhiên kêu rú lên Ông Ngọc Ngọc khẽ gật Không trả lời Lan sực tình Bén lén trách bạn Ông đã hứa với tôi rằng ông quên Sao ông còn lên Ngọc mềm cười đáp Tôi vẫn cố quên Nhưng nào có quên được Rồi Ngọc buồn giàu kề lệ nếu chú thấu nỗi đau đớn khổ sở của tôi Thì chú cũng sẵn lòng tha thứ cho tôi Mời ông hãy vào chùa chào cụ Cụ nhắc đến ông luôn Cụ nhớ ông lắm Ngọc vội gạt Không, không Tôi không lên thăm cụ Tôi chỉ lên thăm chú một lát Rồi lại quay về ngay bây giờ Lan đỏ bừng mặt Ngọc tường Lan xấu hổ Nhưng chính Lan lại sung sướng quá Ngọc nói tiếp tôi lên thăm chú vẫn biết đối với lời hứa đối với lời thề tôi rất có lỗi mà nhất là đối với đời tu hành của chú tôi rất là người có tội nhưng chắc phật tổ cũng thấu lòng chân thành rõ nỗi đau đớn của tôi mà xá tội cho tôi lan mắt lờ đờ nhìn phía xa nhưng gần tối rồi ông về bằng gì tôi về bằng xe đạp xe tôi để tựa ngoài hàng rào kia nhưng từ đây về bắc cũng đã xa rồi lại còn từ bắc về đến hà nội ông đạp sao nổi cũng phải nổi lần này là lần thứ ba rồi hai lần trước tôi cũng đã lên nhưng lại về ngay sợ hãi không dám vào thăm chú giá lần này ông cũng về ngay thì phải ngọc không để ý đến câu trả lời của lan lại gần đứng tựa vào cây trầu ngay chỗ lan ngồi nhìn lan không nói lá dục lan giật mình bảo bạn. nhớ cụ biết ngọc vẫn nhìn lan đôi mắt âu yếm nồng nàn cụ biết thì ta thú tội với cụ là cùng chứ gì lan cười nhạt nói tôi tưởng ông là bậc quân từ đáng kính đáng tôn ai ngờ thấm thoát mới sáu tháng rời ông đã quên được lời thề ngọc nghiêm sắc mặt trả lời chỉ vì tôi không quên được lời thề nên tôi mới khổ bản tính con người là quên mà muốn đi tới hạnh phúc thì càng phải quên nếu tôi quên được hết quên lời thề quên cái đêm trăng rọi trên đồi quên lời ăn tiếng nói của chú quên sự gặp gỡ của đôi ta quên chú quên hết thì đâu đến nỗi nhưng trái lại tôi nhớ Tôi tưởng tượng như mọi sự vừa mới xảy ra hôm qua Nào phải chăng tôi sống cùng cảnh mộng Lan ngồi nghe Cặp môi hơi hé mỉm cười mắt lim dim Như đường thiêu thiêu trong giấc mộng Ngọc nói Lời dầu dầu xe xé Như người du em Mặt trời đã gần lặn sau đồi Mặt trời lạnh lẽo mùa đông Gió chiều thoảng qua Lá rụng Lan mở bừng mắt, thở dài. Không, không bao giờ thế. Ngọc vẫn như người mê man, nói luôn. Phải, nào phải đâu, tôi sống trong cảnh mộng. Sáu tháng tôi ở xa chú, tôi coi như sáu năm. Lan giọng hơi run run. Ông điên mất rồi, ông tha lỗi cho tôi. Nhưng thực ra, ông điên mất rồi, ông nên cưỡi xe đạp trở về ngay không cụ biết thì bí mật đến tiết lộ mất vì ông điên mất rồi. Ngọc cười gằn. Tôi về ngay đây, nhưng tôi thú thực với chú rằng không bao giờ trí tôi lại sáng suốt như bây giờ. Những lời tôi nói với chú, tôi nguyện có Phật tổ chứng minh. Thật, ở tận đáy tâm can mà ra. Tôi vẫn biết lòng chân thành của tôi không thể cảm được linh hồn chú. Nên hôm nay tôi chỉ lên để từ biệt chú một lần cuối cùng mà thôi. Từ nay kẻ bắt người nam Xin không gặp mặt nhau nữa Lan hai tay bưng mặt Nước mắt giàn ruộng ướt cả vạt áo Lan cố giữ linh hồn lãnh đạm Nhưng chỉ giữ được đến thế Ngọc vội cúi xuống đỡ tay Lan Kêu van Ngọc xin lỗi Lan Đấy Lan nghĩ mà xem Lan có thể không yêu Ngọc được đâu Cặp linh hồn đôi ta như một điệu âm nhạc không cảm động nhau sao được. Dưới chân đồi, mấy đứa trẻ mục đồng cưới trâu về chuồng, cười đùa vui vẻ. Trên cây trầu, đàn chim sẻ đuổi nhau, tiếng kêu chim chiếp. Lá rụng, Lan đứng phắt dậy khẽ đẩy bạn ra. Không, không bao giờ như thế được. Ngọc lắc đầu thở dài. Tôi thương Hải Chúa quá, tôi cũng đáng thương nhưng chú còn đáng thương gấp trăm, gấp nghìn lần. Linh hồn chú bị ái tình và tôn giáo hai bên lôi kéo, mà lại trời, lại Phật, hai cái mãnh lực ấy lại tương đương, nên tâm trí chú càng bị thắt chặt vào hai tròng. Lan nhíu đôi lông mày lùi lại một bước. Thôi, ông đừng nói nữa. Mỗi lời nói của ông như đốt xé ruột gan kẻ tu hành này. Ông nên về ngay đi. Ngọc dịu dàng. Vâng, thì tôi về. Xin kính chào chú ở lại nhé. Nói xong, Ngọc quay đi. Lan ngồi xuống bưng mặt khóc. Ngọc gión rén trở lại. Yên lặng đứng ngắm Lan. Mặt trời đã lặn sau dãy đồi tây. Vạn vật nhuộm màu ảm đạm. Lá rụng. Lan mờ choàng mắt ngơ ngác nhìn rồi mỉm cười, ông vẫn chưa về. Lan coi, Lan đuổi Ngọc về mà Lan vẫn còn mừng Ngọc ở lại. Chí Lan đi một đường, tâm Lan đi một lối. Ngọc thương Lan, Ngọc muốn hy sinh vì Lan nhưng chẳng biết xử trí ra sao bây giờ. Lan đầm đầm nhìn về phía chùa, xe xe nói, quên, phải quên, nhưng nào quên được? nếu thế thì chỉ có một cách bỏ chùa đi trốn lan sợ ngọc hiểu lầm nói tiếp luôn bỏ chùa đi trốn đến tu một chùa khác một ngôi chùa trên thượng du ngọc có vẻ sợ hãi vội gạt không nên nếu lan đi thì ngọc sẽ chết khô héo mất ngọc chẳng dám mơ màng nọ kia chỉ ao ước thỉnh thoảng lên chùa nhìn thấy mặt lan đủ rồi vậy xin lan cứ ở đây tu hành rồi ngày ngọc được nghỉ lại cho phép ngọc phóng xe đạp lên chùa thăm lan lan có ưng như thế không lan mỉm cười nếu được mãi như thế tôi xin thề với lan rằng tôi giữ được mãi như thế tôi xin viện phật tổ tôi thề với lan rằng suốt một đời tôi sẽ chân thành thờ trong tâm trí cái linh hồn dịu dàng của lan thế nghĩa là thế nào Nghĩa là suốt đời tôi, tôi không lấy ai, chỉ sống trong cái thế giới mộng ảo của cái tình lý tưởng của ái tình bất vong, bất diệt. Lan hai dòng nước mắt đầm đìa, dịu dàng bảo bạn. Không được, còn gia đình ông. Ngọc lạnh lùng. Gia đình? Tôi không còn gia đình nữa. Đại gia đình của tôi nay là nhân loại, là vũ trụ, mà tiểu gia đình của tôi là Hai linh hồn đôi ta Ẩn núp dưới bóng từ bi Phật tổ Làn tươi cười ôn tồn bảo bạc Tôi không ngờ Phật giáo đã cảm hóa ông đến như thế Ngọc vui vẻ Yêu là một luật chung của vạn vật Là bản tính của Phật giáo Ta yêu nhau Ta yêu nhau trong linh hồn Trong lý tưởng Phật tổ cũng chẳng cấm đoán đôi ta yêu nhau như thế Lan đưa vạt áo, lau nước mắt. Tôi hiểu ông lắm rồi. Xin ông lại nhà, kẹo rời sắp tối. Ngọc vui vẻ. Vậy, chào Lan ở lại nhé. Ngày khác sẽ gặp nhau. Lan nghĩ ngợi nhìn Ngọc khẽ gật đầu mỉm cười không nói. Ngọc từ dã Lan, dắt xe đạp xuống đồi. Bây giờ sắp trời dịu dịu Bây giờ sắc trời dịu dịu Vạn vật như theo tiếng chuông chiều thong thả Rơi vào quãng êm đềm Tịch mịch Lan đứng chắp tay tụng niệm Mắt lờ đờ nhìn xuống con đường đất quanh co Lượn khúc dưới chân đồi Gió chiều hiu hiu Lá rụng